Kính mời quý vị khán giả, chúng ta tiếp tục quay trở lại đối với những hình ảnh tại sân bóng Chợ Đầu Mối ở trong buổi chiều ngày hôm nay để tiếp tục chứng kiến trận đấu cuối cùng của giải bóng đá tứ hùng Cúp Asodo 2022 và cuộc đối đầu cuối cùng sẽ là cuộc đối đầu giữa Bảo Minh và Kiến Trúc Sư. Không còn có được mục tiêu gì đó khác nữa. Nhưng dù gì đây cũng vẫn sẽ là hứa hẹn một trận đấu hay hơn với việc cân bằng của hai đội bóng này. Và hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Bảo Minh và Kiến Trúc Sư đã bắt đầu. Trọng Hoàn kết thúc khá nguy hiểm. Đào Duy Tuyên có thể thiết lập một tình huống tấn công. Khoảng trống không vào. Phải đánh đầu trận bóng Chiến Thuật. Và xử lý bóng tốt tới từ đội bóng Bảo Minh. Vũ Thái dứt điểm khá nguy hiểm. Và về danh hiệu vừa phá lưới thì Văn Phong vẫn là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách. Nguy hiểm, đây là một cơ hội nữa. Không có cú dứt điểm đến từ cầu thủ của bên phía đội bóng Bảo Minh. Hoàng Tiến đã lấy được bóng. Có cơ hội dành cho đội bóng xanh, không vào. Và Trọng Hoàn đã là người sẽ sẵn sàng tung ra cú dứt điểm. Không ngoại trừ Hoàng Tiến cũng sẽ là người kết thúc pha bóng này. Hoàng Tiến khá nguy hiểm. Và cùng với đó sẽ là lễ bế mạc. Hoàng Tiến, Đào Duy Tuyên đưa bóng vào. Xuân Toàn đã không thể bắt sinh bóng trong tình huống đầu tiên. Hoàng Tiến xử lý bóng cực kỳ tốt. Vẫn đang là Hoàng Tiến, đây là một cơ hội. Và chắc chắn sẽ có bàn thắng dành cho đội bóng Bảo Minh ở trong tình huống này. 1-0 dành cho đội bóng Bảo Minh vào phút thi đấu thứ 32. Người ghi bàn là Hoàng Tiến. Mọi thứ khởi nguồn từ Hoàng Tiến ở trong tình huống nỗ lực đi bóng đầu tiên. Dù đã có một vài những pha bóng lập bập, nhưng đến tình huống pha bóng của Xuân Thành, bóng đã trúng người của Hoàng Tiến và tạo ra một pha bóng thuận lợi dành cho Thành Vũ. Và người kết thúc cuối cùng là Hoàng Tiến. Việt Anh sút xa. Đã thời điểm hiện tại với tỷ số này họ vẫn đang đứng thứ nhì, khi mà họ hơn đội bóng Bảo Minh với về hiệu số bàn thắng bại. Hoàng Tiến vẫn đang thi đấu nỗ lực nổi bật cho màu áo của Bảo Minh ở trong trận đấu này. Nguy hiểm, có cơ hội, không vào. Xuân Thành. Và trong những tình huống tấn công của họ vẫn tiềm ẩn những tình huống bóng nguy hiểm. Có cơ hội, vẫn không vào. Đưa bóng vào ở tầm thấp, Trọng Hoàn, không được. Vẫn là một thời cơ nữa, dứt điểm, không vào. Bóng vẫn chưa đi vào lưới của đội bóng Kiến Trúc Sư lần thứ hai. Khá nguy hiểm. Đây là một thời cơ, một đều dành cho Kiến Trúc Sư Thanh Hóa. Đã có một bàn thắng cân bằng, một đều dành cho đội bóng trắng. Người ghi bàn ở trong tình huống này là Ngọc Trung. Rất bất ngờ đối với thế trận như thế này. Một pha bóng chúng ta đã dự đoán đến bàn thua của đội bóng Bảo Minh sẽ đến từ sai lầm của đội bóng này. Và đó là một tình huống mà Hoàng Tiến đã chọn sai điểm bóng rơi. Và pha băng ra của thủ thành bên phía đội bóng này là chưa thực sự dứt khoát. Pha đá phạt có thể nói được là khá nguy hiểm dành cho Bảo Minh. Hoàng Tiến không vào, cú đá căng. Tình huống đáng chú ý cuối cùng trong trận đấu này vừa rồi là pha đệm lòng đi ra ngoài của Trọng Hoàn. Nhưng mà đang vẫn sẽ là một cú dứt điểm thẳng của Lê Văn Thường. Bóng không thể vượt qua hàng rào chắn. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Tiếng còi khép lại trận đấu này và tỷ số cuối cùng là 1-1. Tiếng còi đó cũng đã khép lại mùa giải năm nay. Và những danh hiệu cá nhân và những danh hiệu tập thể cũng đã được lộ diện sau khi khép lại vòng đấu này.